Dạ, xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay em xin phép chia sẻ gửi đến quý cô chú, anh chị và các bạn xem tham khảo hai khung sườn Canon DR MTB và một khung sườn Chinelli. Bắt đầu em xin đi vào quay từng chi tiết. Xin kính mời quý cô chú, anh chị và các bạn cùng kiểm tra khung sườn ạ. Trên khung sườn cũng có dán cờ sọc Mỹ. Có sẵn phô tăng luôn rồi. Màu nước sơn vẫn còn nguyên chính hãng. Và bây giờ anh chủ tiệm sẽ đo khung sườn cho quý cô chú anh chị xem xác nhận ạ. Trên cổ xe có chốt phá phuộc, phuộc nhúng còn rất tốt. Hai bên càng cũng có chạy. Ngay chỗ này có chạy ạ. Bên trên này cũng có chạy. Càng bên này cũng có chày. Phuộc nhún giữa còn tốt. Chỗ này cũng có chày. Khung này nhôm, càng cũng nhôm luôn ạ. Bên này vẫn còn đẹp. Nước sơn thấy còn tốt quá. Chốt khóa cố phục. Dạ.
Dạ, khung sườn MTB Canon Daedo này đời năm 1999 ạ. Dạ, em xin báo giá nhận ship khung Canon Daedo này về đến Việt Nam của mình, giá là 9 triệu ạ. Còn một khung Chineri này cũng mới về tiệm. Khung này carbon, nhưng gắt co là nhôm mà. Dây đi ngoài khung sườn. Khung này thuộc dạng khung cổ rồi. Dạ, khung Chineri này em xin báo giá nhận ship về Việt Nam của mình, giá là 19 triệu ạ. Dạ, nếu như quý cô chú, anh chị và các bạn có nhu cầu, xin liên hệ em qua Zalo. Dạ, còn video đến đây, em xin phép tạm dừng video lại rồi. Xin chân thành cảm ơn đến quý cô chú, anh chị và các bạn đã dành thời gian xem video. Xin kính chúc quý cô chú, anh chị và các bạn cùng gia đình thật dồi dào sức khỏe và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Em xin kính chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.